Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Trước tiên để chia sẻ về dự án Phúc An Garden Bầu Bàng Bình Dương thì Nhân có một chia sẻ cho cả nhà mình về một nguyên tắc đầu tư bất động sản tỉnh lẻ không bị chôn vốn. Khi các đô thị lớn không còn nhiều quỹ đất để phát triển dự án, dòng tiền của một số nhà đầu tư chuyển hướng về thị trường tỉnh lẻ, việc đánh bắt xa bờ tuy mở ra cơ hội mới mẻ, nhưng nếu nhà đầu tư không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản vẫn có thể gặp rủi ro, thậm chí thất bại, thua lỗ. 1. Hiểu rõ khu vực định đầu tư. Tại các thành phố lớn, nhu cầu nhà đất rất lớn và có xu hướng tăng trong các đợt sốt giá. Nếu chẳng may không kịp thoát hàng, nhà đầu tư vẫn có nhiều cơ hội bán lỗ để thu hồi vốn. Còn ở tỉnh lẻ, lượng người mua ít nên nếu đầu tư không đúng chỗ thì dù bán lỗ cũng rất khó sang tay. Ví dụ đơn giản như đầu tư căn hộ, chung cư ở Hà Nội cũng là một kênh thu lợi tiềm năng. Nhưng tại nhiều tỉnh thành, căn hộ chung cư không dễ bán bởi người dân vẫn ưa chuộng nhà đất thổ cư. Với các khu công nghiệp đông đúc, công nhân khu công nghiệp cũng chủ yếu là thuê phòng trọ. Do đó, khi định rót tiền vào bất động sản tỉnh lẻ, hiểu rõ khu vực định đầu tư là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Trong đầu tư bất động sản, việc nắm rõ thông tin về quy hoạch, hạ tầng của địa phương định đầu tư rất quan trọng. Thực tế, những thay đổi về hạ tầng, quy hoạch luôn là chỉ hướng cho các đợt sốt nóng, tăng giá bất động sản. Do đó, khi khoanh vùng đầu tư, nên hướng tới những địa bàn có tiềm năng thay đổi hạ tầng, chẳng hạn những nơi có khu công nghiệp phát triển mạnh hay nằm gần các khu đô thị lớn, thu hút nguồn vốn FDI. 2. Không đầu tư theo tâm lý đám đông. Lưu ý không nên đầu tư bất động sản tỉnh lẻ chỉ vì chạy theo tâm lý đám đông, bởi có thể mua phải dự án khu đô thị ma hoặc không có khả năng thanh khoản do không thể thu hút dân cư về sinh sống. Bài học thất bại của không ít nhà đầu tư vào dự án bất động sản tỉnh lẻ từ cuối năm 2017 trở lại đây chính là minh chứng cho điều này. Chẳng hạn, tại dự án thành phố mới Bình Dương, hiện rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang mắc kẹt tại đây do không có người mua, dù được đầu tư với quy mô rất lớn, đã hoàn thiện hạ tầng. Hay tại Nhân Trạch, Đồng Nai, những nhà đầu tư chót rót vốn vào một dự án chung cư của doanh nghiệp Malaysia cũng đang ngậm ngùi nhìn tiền chôn vào đất. Dự án này tuy nằm ở khu vực đắc địa nhưng không bán được hàng, vẫn để hoang suốt bao năm nay. Vì vậy, muốn đầu tư bất động sản tỉnh lẻ, nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ thị trường, tránh tình trạng ồ ạt đổ về địa phương khiến bất động sản tại đó phát triển quá nóng, lượng cung quá lớn nhưng trong khi cầu người mua thật thì không nhiều, dẫn đến thất bại, nguy cơ chôn vốn cao. 3. Kết hợp với môi giới địa phương. Môi giới địa phương là một người am hiểu và nắm bắt thông tin thị trường bất động sản tại tỉnh, địa bàn họ hoạt động nhanh nhất. Chưa kể do đặc thù công việc nên họ có rất nhiều mối quan hệ, mạng lưới khách hàng tiềm năng. Vì vậy, việc kết hợp với môi giới địa phương sẽ giúp nhà đầu tư quản lý tìm kiếm khách hàng, đồng thời thông báo các nguồn hàng giá tốt khi có cơ hội. Nhà đầu tư lưu ý nên lựa chọn môi giới có kinh nghiệm thuộc công ty môi giới uy tín, hoạt động trên thị trường từ khoảng 2 năm trở lên, tránh trường hợp thuê phải cò nhà đất, làm ăn chậm giật, thiếu kinh nghiệm và kiến thức về thị trường. Trước thực trạng nhiều dự án phân lô bán nền ở tỉnh lẻ chưa được cấp phép đã mở bán tràn lan, nhà đầu tư phải kiểm tra kỹ tính pháp lý của bất động sản ngoài việc thực hiện đi tìm hiểu, xác minh thông tin, nhà đầu tư có thể thông qua môi giới địa phương để giải đáp các thắc mắc như dự án có chủ trương đầu tư hay quy hoạch 1/500 chưa, nguồn gốc đất dự án có phải là đất nông nghiệp không, tiến độ phát triển
triển khai dự án như thế nào, có đúng theo quy định của nhà nước không? 4. Kiểm soát tài chính và đầu tư theo nhóm. Để hạn chế tối đa rủi ro khi đầu tư bất động sản tỉnh lẻ, nhà đầu tư cần phải cân nhắc tiềm lực tài chính. Bởi khi đầu tư vào các dự án bất động sản tỉnh lẻ quy mô lớn, thời gian phát triển dài, thì nhà đầu tư phải chủ động được dòng vốn. Nếu chỉ sử dụng đòn bẩy tài chính thì rủi ro rất cao. Trong trường hợp chưa có kinh nghiệm, nhà đầu tư nên chọn các sản phẩm địa ốc vừa túi tiền, ưu tiên dòng tiền nhàn rỗi. Nếu lựa chọn vay ngân hàng cũng cần phải tính toán đến nhiều yếu tố như gói vay, hạn mức, lãi suất định kỳ, tránh tình trạng áp lực tài chính quá nặng nề khi lãi suất biến động hoặc sản phẩm khó thanh khoản sẽ tăng giá nặng chi trả. Đầu tư bất động sản theo nhóm cũng là phương án giúp nhà đầu tư gia tăng cơ hội thành công khi làm việc với những người có cùng chí hướng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và gánh nặng tài chính. Lưu ý, nhóm đầu tư nên có ít nhất một cá nhân là người địa phương hoặc có hiểu biết, quan hệ mật thiết với người dân địa phương. Điều này giúp cho nhóm có thể nắm bắt nhanh nhất diễn biến thị trường, kịp thời gom và buôn hàng đúng thời điểm. Ngoài ra, khi đầu tư theo nhóm, các cá nhân cũng phải thống nhất rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ để tránh phát sinh tranh chấp sau này. Để đảm bảo quyền lợi các bên, thì nhóm có một văn bản thống nhất chung nội dung thỏa thuận rõ tỷ lệ góp vốn, không chia lợi nhuận. Vậy rồi thì nãy giờ thì Nhân có một vài chia sẻ về cái tình huống và một cái nguyên tắc để khi mà mình đầu tư bất động sản tỉnh lẻ không bị chung vốn. Bây giờ thì khi mà trở lại dự án Phúc An Garden á, khi bán một dự án thì Nhân hoặc là tất cả những bạn sale khác đều phải gọi là đi khảo sát thị trường. Khảo sát thị trường thì bao gồm những cái khảo sát chung, về đầu tiên là về dự án, thứ hai là về cái khu vực xung quanh, và cái thứ ba là những cái dự án mà gần cái dự án của mình. Bởi vì mình nói thẳng thừng là tất cả những cái dự án mà nó gần nhau nhưng mà khác chủ đầu tư thì mình có thể gọi chung là những đối thủ với nhau. Cho nên là khi bán một cái sản phẩm nào đó thì Nhân và những bạn sale khác phải đi tìm hiểu những dự án khác là xem họ có điểm mạnh gì và có điểm yếu gì so với cái dự án mình đang bán, để mình có một cái kiến thức căn bản để tư vấn cho khách hàng. Khi mà khách hàng đến và giao dịch với mình á, thì mình có thể là mình đưa ra những cái gọi là cái tốt về cái dự án của mình và cái mặt mà nó còn hạn chế về dự án của mình, để cho khách hàng so sánh, và cái sự quyết định mua hay không mua là sự quyết định của chính khách hàng, chính người bỏ tiền ra mua, chứ không phải là những cái người sale, những cái người bán hàng như Nhân có thể quyết định giùm khách được. Nói chung quy lại thì Nhân nói sơ về những dự án mà xung quanh cái dự án Phúc An Garden này. Thì ở dưới đây nó có, hiện tại nó có hai cái dự án nó gần cái dự án Phúc An Garden, đó là dự án Đức Phát và dự án Golden Future City. Thì ba cái dự án này thì mình nói chung lại là cái về cái độ lớn của nó thì hầu như là nó ngang ngửa nhau, tức là nó rơi vào tầm khoảng 2.000 sản phẩm đổ lại thôi, chứ nó không có hơn. Và về giá cả thì Phúc An Garden thì nó với cái giá nó thấp hơn một chút xíu, bởi vì so về cái vị trí thì nó không có nằm gần đường lớn bằng hai dự án kia, nhưng mà mình so về cái giá trị đầu tư lâu dài thì tại vì những cái này thì khi mà khách hàng mình xuống tham quan dự án thì khách hàng mình cũng tự nhận định được, chứ không phải là cần Nhân hay là cần những bạn khác phân tích cho mình. Nhưng mà khi có những bạn mình phân tích thêm thì giúp cho khách hàng mình hiểu rõ hơn về cái dự án. Thì khi mình mua một cái dự án thì cái vị trí nó cực kỳ quan trọng, bởi vì cái vị trí của dự án là một trong những cái
gọi là cái bước đệm, một cái bàn đạp để mà cái dự án này có thể phát triển và tăng giá trong tương lai. Chẳng hạn như mình nói về cái vị trí thì nó không được nằm mặt tiền ở quốc lộ 13, nhưng mà khi những dự án khác xung quanh khu vực đó thì Nhân thấy khi mà họ làm lên dự án về cái hạ tầng thì nó cũng ngang ngửa với nhau, nó cũng gần hoàn thiện hết rồi, cũng có công viên, cũng có này kia, nhưng mà cho về cái vị trí hiện tại thì những cái người dân xung quanh lại không có nhiều. Khi mà không có nhiều như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là khi khách hàng người ta muốn tới đó người ta ở để mà sinh sống thì nó khiến cho những cái khách hàng người ta rất là e ngại, bởi vì khi người ta ở đó một mình thì liệu có an toàn hay không, rồi ở đó một mình thì nếu như nó có xảy ra một cái chuyện gì đó thì không có người khác để mình giúp đỡ, đúng không? Cho nên là nó có rất là nhiều những cái khó khăn. Còn cái dự án Phú An Cái Đành của mình được một cái lợi thế là khi cái dự án nằm ở một cái vị trí nó cách chợ khoảng chừng 500m thôi, và khu vực đó rất là đông dân cư, và thứ hai là nó nằm liền kề với khu công nghiệp Trân Thành 1 và 2. Thì khu công nghiệp Trân Thành 1 và 2 bây giờ là nếu mình tính về cái số lượng mà công nhân làm việc trong đó thì nó lên tới trên 20.000 công nhân. Thì đó cũng là một cái xu hướng để mà những cái nhà đầu tư họ về đó, họ cung cấp những cái dịch vụ cho những người công nhân, thì vô tình nó cũng thúc đẩy cái sự phát triển bất động sản tại khu vực đó. Và thứ hai là cái dự án Phúc An Cái Đành thì được chủ đầu tư xây dựng gần 400 căn nhà phố, thì đây cũng là một cái yếu tố tuyệt vời để làm cho một cái khu đô thị nó thúc đẩy cái người dân, khi mà xong rồi đó thì người dân sẽ về đó ở, nó sẽ nhanh hơn, và khi người dân ở nhanh hơn thì mình thấy được là cái sự phát triển của nó sẽ liên tục, và người khác khi người ta đến đó người ta mua, người ta ở thì người ta cũng yên tâm, ở đây có người ở rồi, bây giờ mình về mình ở chung nữa thì càng đông càng vui, thì người dân ở càng nhiều thì những cái tiện ích xung quanh nó lại càng mọc lên, và càng mọc lên thì cái giá trị nó lại tiếp tục gia tăng. Và một cái phần nữa là những cái căn nhà phố này nó làm cho cái khu dân cư của mình nó sẽ gọi là nó đẹp hơn, nó đẳng cấp hơn, và cảm giác nó rất là sung túc khi mà mình bước vào cái dự án Phúc An Cái Đành này. Rồi, bây giờ thì Nhân chia sẻ một số thông tin về dự án cho cả nhà mình thôi. Và cái phần chi tiết hơn thì cả nhà mình bấm xuống ở dưới cái mô tả của cái video này thì nó sẽ có đầy đủ thông tin về dự án, về vị trí, về giá cả, về hình thức thanh toán, về giấy tờ, sổ sách pháp lý cho cả nhà mình luôn. Thì mình cứ bấm vào đó mình tham khảo, thì nếu như mình muốn mua thì lúc này cứ gọi cho Nhân, thì Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cái nhà mình. Bây giờ thì Nhân cũng nói sơ về cái dự án của mình, hiện tại còn khoảng chừng 30 sản phẩm, và nếu như mình muốn mua luôn thì vẫn có thể mua được, và chỉ cần mình trình với chủ đầu tư thì lúc này mình thể như vậy thôi. Chứ còn để tới đợt 4 thì công ty tiếp tục bán đợt 4 thì lúc này cái giá trị nó sẽ tăng lên nữa, cho nên là khi mình mua thì mình phải bỏ thêm vài chục triệu nữa, nhưng mà cũng vị trí đó. Rồi, cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn cả nhà mình đã dành một chút thời gian để theo dõi video của Nhân. Và cả nhà hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể là xem được những video sau nữa. Thì biết đâu là những video sau mình sẽ gặp được một căn nhà, một khu đất này kia hợp với vị trí và túi tiền, lúc đó cứ gọi Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.